Vâng, xin chào mấy anh em quay trở lại với map thi đấu thứ hai của chúng ta, map thi đấu đi trên, và đây là map pick của bên phía team Mousesport. Cityside sẽ là sự xuất phát của OG. Game thi đấu vừa rồi suýt nữa là OG lại comeback thắng Đúng luôn rồi. đây nhá. 16-14 cơ mà, một game thi đấu phải nói là cực kỳ cân bằng, rượt đuổi tỷ số từng round đấu một. Nhưng mà cũng thể hiểu được rằng là ở những cái round thi đấu cuối cùng, cái diễn biến diễn ra là rất nhanh Đúng và rồi. bắn cũng là rất bay. Càng về sau, round thi đấu lại càng trở nên quá nhanh chóng và đa phần là những tình huống bắn nhau mà thôi. Thay vào những tình huống mà retake bomb mà chúng ta thấy là đây là map thi đấu D-Train. Map pick của thành viên phía team Mousesport, nhưng ở lượt thi đấu trước họ đã gặp nhau và OG họ chiến thắng với tỷ số là 16 năm. Đúng rồi, 16 năm nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của cái map thi đấu D-Train. If we get there, OG I sẽ think là những that's người where we xuất get phát set ở in for bên the long phía haul. I think that that is Cityside. exactly where, if this series goes that Cityside far, for that is anybody's OG. game at that point. And we Now, see we do have to get the train first. We do have the music back in action here. There's one reason that Alexis is pointing his chest because his heart's so Nhưng big. phải nói là mang điều trước, None of you. càng về cuối đội hình bên phía team OG họ lại bắn càng là bay. Xác rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của round thi đấu Piston. Và liệu rằng đội hình của bên phía team Mousesport có thể giành chiến thắng cho bên Piston round này hay không? Tôi đang thấy rằng có vẻ như sẽ là một tình huống rush cụ bom site B đến từ bên phía của Mousesport rồi. Đang di chuyển xuống là rất nhanh. Vị trí của Vandy đang ở đây. Nhưng giờ thì Vandy bắn quá lỗi skill. Rob là người có mạng rồi. Double kill dành cho Rob bằng khẩu P2 đâm 10. Kit là có trên người của Alexip. Mantu phải nằm xuống từ trước đó. Rồi thì ba đấu năm, cứu được bom hay không đây? Rất khó vào tình huống này. Rob vẫn còn đầy một khẩu P250 vẫn liên tục thủ tam rồi. Nhưng đó là mạng của Alexip. Nhưng Pistol đã móc đến đây rồi, cơ hội nào thì OG đây. Piston round đến với các thành viên phía team Mousesport. 1-0 cho Mouse. Khả năng cao thì các thành viên của bên phía team Mousesport họ muốn lấy lợi thế trước trong cái game thi đấu này rồi. Chắc chắn rồi, nhưng mà nên nhớ một điều, cách đây chưa đến chục ngày thì họ đã thua trước thành viên OG với tỷ số là 16 năm. Và ở trong cái trận thi đấu này thì bên phía của team Mousesport họ cũng pick cho mình map thi đấu này. Và rồi thì cũng không thể gọi là thắng xa được. Giờ thì sẽ qua tiếp theo. Vào đầu và bên phía của Mousesport họ full bài vị trí ở cùng Ivy. Gosick có cho mình cái mạng của NPK rồi. Bắn kèm chéo vẫn có, đó là Mantu đã yêu máu với thủ của Kharrigan rồi. Nhưng có đến 3 player của bên phía team Mousesport ở đây cơ. Và smoke này và vị trí của Frozen đang ngồi bắt đối phương rất trắng, cả Mantu cũng trắng luôn ạ. Chỉ biết đứng im mà không không có gì để nói nữa cả, đứng im và chờ chết thôi. Và Issa, chúng ta thấy là luôn luôn là cái tên Issa cuối cùng với một khẩu Deagle trong tay, nhưng bây giờ Issa đã lộ vị trí rồi. Sẽ để cho người khỏe mà hơn pick điều cho Issa mà thôi. Khi mà chúng ta đến Wuxic 3 HP, Kharrigan là 7 HP, nhưng cơ hội là không còn với Issa nữa. Rogue kết thúc cái mạng này, đem về đào thắng thứ hai dành với team Mousesport. Giờ thì đội hình của bên phía team Mouse tỷ số đang là 2-0. Cũng giống giống như map thi đấu trước, cũng là dẫn trước đến từ mau và sau đó là comeback. Đúng rồi, liệu rằng nó có phải là như vậy hay không? Tôi nghĩ đây sẽ là 3-0 thôi, vì lượng tiền trên người của OG không có nhiều. Mong rằng là OG sẽ có thể comeback được, vì chúng ta cũng hiểu rằng trận thi đấu như thế này thì nên có một map thi đấu nữa. Và ngày hôm nay thì cả 3 trận đấu thì đều có 3 map, nó sẽ hấp dẫn đúng không? Đúng rồi, hấp dẫn. Và có thể thấy rằng đây là một round thi đấu các thành viên của team Team Eco mà thôi. Flash là quá tốt đến từ QuizJ. Kharrigan đem về mình 3 mạng như Wuxic và Kharrigan nằm xuống ngay sau đó thôi. Poison ở đây với một tiếng sấy Galingan. 3-0 rất đơn giản dành về phía team Mousesport. Lượng tiền của OG trong round thi đấu này sẽ là rất nhiều. Và đây sẽ là những round đấu lên đồ đến từ bên phía của team OG. Xếp hàng Kharrigan làm 3, nhưng ép mid đổi được 2 mạng là hợp lý rồi. Rồi thì sẽ có một op. Bom mìn là rất nhiều trên người các thành viên của bên phía team OG. Và Mousesport họ muốn đẩy nhanh nhịp độ trong bom xay. Gosick đang di chuyển ở cùng Ivy cùng với một người đồng đội của mình. Và quả lửa này thì Gosick vẫn qua lửa trong một tình huống yếu máu. Có vẻ như đã nghe thấy điều gì đó. Một quả smoke sâu cũng đã được ném ra rồi.
đội hình của bên phía team OG đang tăng cường nhiều hơn số lượng người ở khu bom site B, và cũng đang có tuống nhảy check trong bom site B đến từ các thành viên của bên phía team Mousesport. Ở đây có lẽ một tình huống bên phía team Mousesport vẫn quyết định vào trong bom site A mà thôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem Smoke xét vào chiếm ladder đến từ các team bên phía team Mousesport, và liệu rằng Issa có lùi không? Đây, Issa quyết định là không lùi, ăn được một quả nết rất đau, 34 HP, và lần này thì phải lùi đến từ cái tên Issa rồi. Thật ra thì dập quả lửa vừa rồi trong ladder là không cần thiết tới được vị trí của Issa. Rất phí một quả Smoke, nhưng bây giờ thì Smoke lại khu IV, Mantu của nó, player Frozen đã di chuyển được. Mà nhìn lượng máu mà xem, Usyk và Frozen còn đó là gần 30 HP thôi. Có vẻ như đây sẽ là tình huống móc CT để vào khu vực bom site B đến tất cả thành viên của bên phía team Mousesport rồi. Nhưng lượng máu trên người của Mouse là không nhiều nha. Đã ở gần đây, bắn lỗi đến từ Issa để xuống bom site. Và đi có một đổi mạng lại nhanh tới từ vị trí của Garrigan. Có vẻ như đã qua được đến vị trí ở khu vực CT rồi thì phải. Nhưng giờ thì Alexis bắt lại vị trí của Gosick. Frozen vẫn đang kể đây. Frozen bắn tốt và chỉ còn lại hai player của bên phía team Mouse thôi. Garrigan đang làm gì đó? Đây sẽ là round thắng đầu tiên dành cho thành viên của bên phía team OG. Một mình Garrigan sẽ không thể đặt được bom đầu. Và đã có một cái NDK. 1-3. Round thi đấu tiếp theo. Đội hình của bên phía team Mouse cũng yếu tiền rồi. Kịch bản rất quen thuộc đến từ bên phía team Mousesport cũng như là OG. Và với một round tiểu full bài thôi thì OG, tôi đang nghĩ đến khả năng họ có thể đưa về tỷ số đó là 16 năm à? 16 năm. Đúng rồi, 16 năm trong map thi đấu đi trên. Đây sẽ vẫn là một round tiểu full bài. Nếu như thua trong round thi đấu này, tỷ số sẽ là 3 đều và lượng tiền trên người của team OG sẽ là cực kỳ nhiều. Nên cẩn thận đến từ các thành viên của bên phía team Mau nha. Đã có tường boost nhau lên rồi. Đã bắt được vị trí của Mantu tới từ cái tên Gosick. Quả smoke là bên phía team OG họ tự trả ra. Bây giờ thì nhặt được khẩu ọp rồi. Đã chủ động đẩy những góc đứng này là quá đẹp tới từ vị trí của Chris Jay. Và liệu rằng tham minh đã là sai. Quả smoke tan đi thì điều đó cũng sẽ khiến cho đội hình của bên phía team Mousesport họ phải lùi về. Chắc chắn sẽ là như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là tình huống này Alexibi đã nằm. Một cái double kill thì cũng rốt ngừ. NPK sấy và NPK chỉ có một mạng mà thôi. Khó rồi nhà. Vandy 1v4 là không thể. Round thắng thứ tư dành về phía team Mousesport. Và ở trong round thi đấu sau, bên phía team OG sẽ đưa về cái loss bonus lên là con số 3. Vậy nên lượng tiền của họ chỉ có thể dừng lại ở mức thi đấu là Eco mà thôi. Đây sẽ là round đấu mà Vandy xếp cho mình khẩu M4 này. Một tình huống tanh rất nhanh đến từ tên Rope từ khu vực ladder. Và chúng ta thấy rằng double kill dành vị trí Rope. Cả hai team này có một đặc điểm là họ đánh rất nhanh, rất ít khi nghĩ. Họ nghĩ chỉ khi nào mà bên phía City side, T side để mất người từ thời điểm ban đầu mà thôi. Chính xác là như vậy. Đến giờ thì đội hình của bên phía team Mouse, round thắng thứ tư đã dành cho họ rồi. Round thi đấu tiếp theo có thể sẽ bài được vì Vani sẽ drop được một khẩu M4, Mantu tự lên được và cũng sẽ lên được SMG. Như vậy thì sẽ làm round thi đấu hát bài thôi, sẽ không full bài đến từ đội hình của bên phía team OG. Và vừa rồi thì có lẽ là đội hình của OG là người chồng. Tham Minh bắn rất láo đến từ chiêu Rope. Một tình huống mà không có ai kê lại khu ladder cả. Ngay là tức Rope đem cái double kill. Bây giờ trận đấu bên phía team Mau quyết định đánh nhanh bom xe rồi đi qua smoke luôn đến từ chị Carrigan. Chắc chắn đã biết một điều là OG họ yếu tiền. Và liệu rằng Carrigan sẽ có mấy mạng đây, nhưng mà quả smoke đang rất khó chịu nha. Góc kê của Usyk là đẹp. IV là có người nhưng chỉ có duy nhất một vị trí thôi, đó là SBK. Flash ném ra để cho Carrigan có thể first pick. Carrigan đã bò được đến cuối IV rồi. Giờ thì Carrigan lộ vị trí của mình ra, nhưng Smoke ném vào, NBK đã phải nằm xuống bởi Frozen. Lợi thế hơn người dành cho bên phía của team Mousesport, nhưng Alexis đang nhảy về. Ui, Penny là rẻ. Đội hình của bên phía team OG, họ đang định làm gì đây? Có lẽ là xếp luôn ở bom side B rồi. Không phải suy nghĩ nhiều nữa đến từ đội hình bên phía team OG. Chúng ta thấy là Vandy là một khẩu M4, full bộ bom mìn một cái giáp 2. Rất là quan trọng, và các player còn lại thì round tiếp sau sẽ là round tiếp full bài dành với team OG. Và
5-1 là tỷ số ở trong lượt thi đấu first half này. Vâng, xếp luôn trong bóng side B ạ. Mặc dù đây chỉ là một round thi đấu mà họ half bye thôi mà. Họ vẫn cẩn thận. Thì bây giờ ví dụ tôi hỏi chúng ta nhá, bắn một round thi đấu full bye đúng không? Lục không phải dùng USB nữa mà lại được dùng một khẩu CZ với cả P50 có phải thích đâu. Đúng không? Rõ ràng. Và cái đấy là cái thứ nhất, và cái thứ hai là không để cho bên phía team Mousesport kiếm thêm được bất cứ một đồng lẻ nào cả. 5-1. Và liệu rằng có là 15 round thắng liên tiếp dành cho phía team OG hay không đây? Round thi đấu tiếp theo. OG họ sẽ full bài cho round thi đấu này. Và round thi đấu này OG full bài, Mantu đã có off trên người rồi. Một round thi đấu mà các thành viên của team OG bắt buộc phải đem về mình round thắng thôi. Không thì lượng tiền của họ có duy nhất Vandy là lượng tiền được quả nét là quá đầu. Một quả nét trả ra middle nhưng bây giờ Cardigan hạ xuống với Issa rồi. 4v5 tình huống này đang cũng đẩy ra mặt nhau đến từ AlexCB. AlexCB đổi mạng thành công, chúng đưa về là 4v4 mà thôi, nhưng còn đó với chữ Rope. Rope là player xử lý cực kỳ thông minh. Rope đã bò vào lên chiếc bóng, đó là một mạng tiếp theo dành cho Rope. Và liệu rằng bom CA đang cả ba thành viên bên phía team OG. Bom CB đang có tình huống bách về đến từ Mantu nhưng quả nét là quá đau đến từ Vandy. Quyết giày cũng đã nằm rồi, Rope gì trước đó cũng phải nằm xuống. Frozen sẽ làm được mấy mạng đây? Chúng ta cùng chờ xem Frozen Music, nhưng đây là Frozen chết chảy. Khó rồi nhà, sẽ ở round thắng thứ hai dành cho team OG. Gosick vẫn bắt được vị trí của Alexip và cũng đưa về một đấu hài. Gosick vẫn có thể cố gắng được trong tình huống này, nhưng có vẻ như là một kê ọp trước rồi. Gosick được bom bử nhưng không, đã có bàn đi. Và đó là round thắng thứ hai dành cho bên phía của OG. Round thắng thứ hai đã đến với các thành bên phía team OG. Và điều tôi lo lắng đã đến, mình đã hò rồi. Chắc chắn rồi. Rất là sợ vì các bạn hôm nay, ngày hôm nay mình bảo với tôi là hôm nay cúm ấy nhở. Ừ, rõ ràng rồi. Thật. Nhưng mà thật ra thì cái cúm này cũng là chuyện có bình thường so với tôi. Bởi vì là tôi thường xuyên bị cái này khi mà thời tiết thay đổi. May là bạn tôi bị thường xuyên nhưng bỗng dưng đến năm nay mà bị thì... Cái này thì thường xuyên tôi bị. Ok, tạm tin mình vậy. Nhưng bây giờ thì quay trở lại trận thi đấu thôi. Mantu một tình huống đẩy lên cũng trong cao. First pick ngay thì quyết dày rồi. Và các thêm bên phía team OG lợi thế ban đầu cũng có. Nhưng bây giờ thì tiếp tục lại là vị trí Issa bắt đi Rope. Rất dễ dàng mà thôi. Cardigan một mình bò trong bom sai hạ được Issa. Bây giờ đó là cái double kill này. Cardigan làm bài không đây? Có vẻ như sẽ là không, nhưng SBK nhìn mà xem, yếu máu rồi, 20 HP mà thôi. Ăn cái cửa lock vào sẽ là nằm, nhưng mà Wusik. Một tình huống có vẻ như bắn trượt đến Wusik rồi, và Mantu kết thúc đi Wusik. Và chỉ còn lại duy nhất cái tên Frozen mà thôi. Một mình Frozen, một vết bà. Nhưng có thể là Frozen vẫn sẽ làm được với full bộ bom ở trên người. Biết rằng đối phương ở đây và Fanny headshot được vị trí của Frozen đem về round thắng thứ 3 rồi cho bên phía của OG. Round thi đấu tiếp theo này thì mong là có full bài hay không? Nhưng mà kịch bản giống nhỉ? Lên được 5 round thi đấu rồi và bên phía team OG lại liên tục một match. Và hiện tại anh em đừng có lo, tôi vẫn chưa thấy có tình trạng khó thở hay là sốt hay là bất cứ gì cả. Thì chắc chắn là tôi sẽ không bị đâu, tôi chỉ bị hát xì hơi với cả ngứa mũi thôi. Làm đôi viên thuốc 500.000 vào nó hết mà. Cuộc sống của anh khá đúng không bạn? Rõ ràng. Và bây giờ thì một tình huống mà biết được rằng phân biệt thiên bầu Wusik, đó là một quả flash vẫn còn tác dụng đến từ vị trí Vandy. Hai là tức khẩu họp trong tay của Wusik đã phải rơi rồi. Frozen là người nhặt lại trong tình huống này. Vào bom say B. Ừ, chúng ta thấy là những quả bom trên người Cardigan là rất quan trọng thôi. Đây sẽ là một tình huống tràn vào bom side B đến từ bên phía team Mousesport. Và tôi đang thấy rằng khả năng cao sẽ là round thắng thứ 4 đến từ bên phía team OG. Giờ thì bên phía của team Mousesport đây chỉ là round thi đấu Eco thôi. Chris Shay vẫn có off giáp 1 tình huống này. Thật ra thì với khẩu off rất khó để quick được.
Đây là... xin lỗi các bạn, đây là một tình huống tớ bị ngứa cổ rồi. Chứ còn bình thường mình cũng bị thế, không có gì phải lo đâu. Quay trở lại game thi đấu này thôi. Vardy chỉ đổi được một mạng, sau đó phải nằm giữa Frozen. Và trong tình huống này, đã nhận được AK đến từ Frozen rồi. Nhưng mà có thể thấy rằng bên phía team OG họ đang có lợi thế hơn người thôi. Bom mìn cũng là có, chính ở Mantu nữa. Quả lửa này được trả ra. Mantu có một bốc máy tốt đến từ Alexi B. Và thôi xong rồi nha, Frozen ơi. 4v1 là điều không thể, ra thằng thứ tư dành về phía team OG. Let it go, let it go. Frozen đã phải nằm xuống và một tiếng bóng máy tốt tới từ vị trí của Alexip. Round thắng thứ tư dành cho OG. Mau spot chưa lên thêm được một round thi đấu nào cả. Đừng đùa, đây là chỉ cần có một thông tin nhỏ thôi là chúng tôi còn ho hay là quan quân triều đình tóm đi ngay. Rõ ràng là đội hình của bên phía team Mousesport họ đang có số frag đó chính là 8, 6, 7, 5. Nhưng một ông ở dưới cùng thì vẫn chưa lên được con số 4. Isa mới chỉ có mình một frag thôi. Ở đây là một round đấu hai team đánh rất là nhanh. Ôi nên được trả vào là quá đau. Carrigan chưa thấy mặt địch đâu, còn đó 28 máu quýt dây đã lùi rồi. Góc kêu off này, một tiếng kêu off rất thông minh đến từ Mantu. Nhưng không có bất cứ tình huống bút nào cả dành cho bên phía team Mousesport. Mouse lại là round đấu họ phải chơi chậm lại. Map thi đấu này tỷ số có lẽ cũng rơi vào khoảng tầm 16-13 hoặc 16-14 đấy. Tôi nghĩ sẽ là chắc chắn nữa à? Sẽ là thế. Nhưng phải hoặc nói là OG thắng 16-5. Nhưng phải nói bên phía team OG đến với một round tiểu full buy cái là câu chuyện nó khác hoàn toàn rồi đúng không? Họ bắn rất là chuẩn chỉ bên phía team sai và dường như không có những round tiểu mắc lỗi cả. Đây, chúng ta cùng xem. Đây, tình huống này NPK làm được cho mình hai mạng rồi. Hai cái đầu dành cho những NPK. QuickJ đã lộ vị trí thì phải, nhá rất tốt đến từ NPK để phải nằm xuống đến từ vị trí QuickJ thôi. Nhưng mà đã có info dành cho bên phía team OG. Và liệu rằng vẫn ép được tới từ cái tên Alexip. Và ở trước khu vực mid đây đang là Ropes. Ropes vẫn sẽ di chuyển ra nhưng tham minh Alexip khác đi rồi. Vâng, giờ thì Alexip sẽ không kê lại và đối phương đã bò được quả. Giờ Alexip bị áp dụng bởi Carrigan. 3v3 rồi. Mantu vẫn đang kêu offline. Có một đục đẽo đấy không khi mà Ropes Lisa Vardy đổi một mạng. Vardy biết đối phương ở đâu, cần phải có quả flat đến nào. Nhưng Carrigan vẫn kết thúc đi Vardy và chỉ lại một mình Mantu. Oh, 1v2, cơ hội là không nhiều. Mantu sẽ làm gì? Xếp súng ư? Hay là ra gỡ bom luôn? Mantu có kíp nha. Vâng, Mantu hoàn toàn có cơ sở để ném ra một quả smoke và gỡ được. Nhưng mà smoke thì tìm đâu bây giờ? Dấu chấm hết từ nhóm Mantu. 6-4 thuộc về các thành viên của Mousesport. Tạm thời ngắt đi cái nhịp comeback đến từ bên phía team OG. 6-4 là tỷ số hiện tại và có thấy rằng những round thi đấu nó đang chảy qua là rất nhanh. Những tình huống nhau đánh to, có thể thấy được tình huống này. Tình trạng NPK là quá đẹp rồi. Không thể nghĩ rằng QuickJ đã đi kịp thời một quả smoke đó và di chuyển sang bên tay phải. Một round thi đấu mà NPK làm 2 nhưng vẫn là một round thua đến từ bên phía team OG. Round thi đấu này, khi round dành cho cả hai team, khi mà lượng tiền của cả hai team đang là quá yếu, ép luôn khu vực IV đến từ vị trí của NBK rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem pha thử xử lý này đến từ vị trí của NBK. Nhưng bên Mouse có thể vào được khu bóng xoay bè hay không, hay chỉ là đúng vạch người bắt và thôi xong rồi. Không nghĩ rằng Carrigan yếu máu thì còn đó Frozen ở đây. Ngay lập tức NBK đã nằm nhưng còn đó là LexiB. LexiB đang kê lại IV ở tình huống này. Isa vẫn là player bắn ở khu vực ladder. Nhưng Isa đang đứng trong một quả smoke nha. Rất xấu đến từ vị trí Isa. Đội hình của bên phía team OG đang bất kỳ lợi thế hơn người. Vào bom sai B, một góc đứng quá chí mạng tới từ Vardy.
Nhưng có pha ai không? Crash game rồi. Ôi trời ơi. Đây là crash đến từ vị trí của Observer. Như đây, chúng ta có tín hiệu trở lại rồi. Và khi tín hiệu trở lại thì đó là lúc bên phía team OG họ đang có lợi thế hơn người tình huống này. Quay trở lại với game thi đấu. Sẽ có thể đặt được bóng thành công. Bây giờ thì Carrigan có mạng của Vandy. 11 HP nhưng bắn vẫn là tín đến từ Carrigan thôi. Xong rồi Frozen hạ cũng xa. Và đó là một cái double kill dành cho Carrigan mà thôi. Mousepot dẫn trước OG với tỷ số là 7-4. Và round thi đấu này OG yếu tiền. Khả năng cao sẽ là 8-4. Xem lại tình huống ở trong bao thi đấu rồi. Một tình huống bắn off rất tốt đến từ tên Carrigan. 7-4 và khả năng cao chắc chắn sẽ là 8-4 thôi. Khi đây chỉ là một round thi đấu. Ui, đẩy IV rồi. Carrigan nghe thấy điều gì đó. Carrigan sai timing và Carrigan sẽ nằm tình huống này thôi. Mà liệu rằng người đồng đội của anh đấy đó là Frozen có giống như thế không? Đây Frozen cần cầm được bom và chạy vào trong bom CB ngay anh ơi. Đừng có vào đi đâu cả. Không được rẽ ngang rẽ dọc nha. Đấy, sao anh chưa về đúng không? Và chúng ta thấy rằng round thi đấu này thì có lẽ bên phía team OG chỉ bắt được duy nhất một khẩu súng mà thôi. Đó là một khẩu Mark 10 đến từ Carrigan. Suýt chút nữa thôi. Nếu mà đúng tham mình tôi nghĩ là Carrigan đã hốt được Eco rồi. Rõ ràng là các thành viên ở bên phía team Mouse họ hoàn toàn có cơ hội trong round thi đấu này. Và đối phương bây giờ cũng chỉ có những khẩu súng lục thôi. Vị trí của Chris J headshot đi FBK. Bốn người còn lại họ sẽ làm gì? Chắc là một tình huống muốn lao súng bom xe bể đi bắt súng. Tôi nghĩ rằng cơ hội quá thấp. Khi ở đây là Rope làm 1, Rope làm 2. Nhưng vào đi hạng Rope rồi. Một khẩu AK đã rơi đến từ bên phía team Mousebot thôi. Nhưng không sao cả. Round thi đấu sau, lượng tiền vẫn là có dành về phía team Mousebot. Tám bốn là tỷ số hiện tại. Và nên nhớ rằng map thi đấu này là map thi đấu của các thành viên bên phía team Mousebot. Cũng ở trong giải thi đấu này thì Mousebot họ để thua map thi đấu trên trước bên phía team OG với tỷ số là 16-5. Có thể ngày thi đấu hôm nay không còn là Mousebot của ngày xưa nữa rồi. Vừa xong đó là cái tên NBK hạ xuống dây. Frozen bắt đi được một người rồi. Và Alexi B liên tục cũng đổi mạng đến từ cả hai team mà thôi. Đưa về đó là 3v3. Rất nhanh chóng với một round thi đấu bên phía team OG. Lượng bom mìn họ là yếu nên họ quyết định là chuyển sang cái thể thức đó là 5 xạ thủ. Bắn nhau luôn với các đội hình bên phía team Mousebot. Và bây giờ với một tướng 3v3 này thì OG đang muốn bắt bài trang khi đang di chuyển vị trí Issa. Cùng với đó là Alexi B về bom site B. Còn Vaudi sẽ là người bắn khu bom site A điều này. Bỏ hoàn toàn khu trong bom A rồi. Lợi thế vẫn chưa hề có nhiều dành cho bên phía của OG. Còn với Mousebot vẫn đang có thể bò trườn được tới từ họ. Và khu bom site A thì tạm thời phải nhường lại rồi. Vị trí của Vandy đang ở đâu? Có bách về thế giới hay không? Sẽ là đặt bom ngoài để cho các thành viên của bên phía team màu. Vusik cần có góc kê đẹp của tình huống này. Vusik phải cẩn thận. Vusik biết là có người móc máy rồi. Alexi B liệu rằng đã nghe tiếng zoom scope hay không đây? Itza, Vusik đang một mình kê quá nhiều hướng. Và bây giờ Alexi bắt đi rope trong bom sai. Alexi B đang đợi Itza về. Như vậy, đó là mạng tiếp theo dành cho Itza thôi. Một cái double kill. 5-8 dành cho bên phía team OG. Quá khôn ngoan. Round thi đấu thứ 14. Và tỷ số bây giờ là còn số 8 dành cho các thành viên của
bên phía team Mau Sport rồi. Còn với đội hình của team OG mới chỉ là con số 5 thôi. Round thi đấu tiếp theo này, Mau Sport sẽ rơi vào thế yếu kiệt. Vậy chúng ta cùng chờ đợi xem có được nào hay không. Mang thu hạ gục Pika Legion. Tình huống đưa về là 4v5. Ngay sau đó là những tình huống stack dead ở khu vực mid. Và Alexis hạ gục đi Gosick bằng quả nét của mình. Có vẻ như là Gosick cũng ném hỗ trợ ở quả nét đó luôn. Bắn chưa tới từ vị trí của Rope và đã bị hạ gục ngay. Xả NBK có mạng của Quisay rồi. Một mình Frozen lại khó. No hope rồi. Và có thể thấy rằng round thi đấu sau, round thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu first half thì bên phía team Mau Sport họ lại hết tiền. Nghĩ rằng lượt thi đấu first half chúng ta có thể dừng lại ở con số đó là 8-7 đến từ bên phía team Mau Sport. Lượng tiền của Mau yếu rồi. 8-7 sẽ là rất hay ở trong lượt thi đấu second half nha. Nếu như all đều thắng nữa thì lại làm mãn còn nhãn. Rất nhiều. Và bây giờ thì cũng đã là 5 giờ sáng rồi. Nếu như mà có map của 3 thì chắc chắn là map của này sẽ cần phải diễn ra cách cực nhanh chóng. Nhưng mà phải nói là Mau Sport đây là một round thi đấu mà vẫn có thể làm được nha. Quisay vừa có một cái đầu Alexi B. SPK đổi mạng sau đó, nhưng bây giờ thì lại là vị trí bắn cao rồi. Rob bắn quá tốt, Frozen có mình vì cái đầu của chúng ta rồi. Những tình huống bắn Deagle là quá khét đến từ bên phía team Mau. Vandy làm được 2, Wusik hạ cũng được Vandy. Thì cũng đưa về là 1v1. Vandy không thể kết thúc được Usyk và tình huống này Mantu sẽ có một tình huống retake bom say B mà thôi, đổi sang một khẩu M4 là quá hợp lý. Usyk không thể nhặt được một khẩu súng to nào cả, vẫn đang giữ một khẩu Deagle nhưng đã nghe thấy vị trí Mantu rồi. Và liệu rằng Usyk có tình huống Deagle khét hay không nữa đây, chúng ta cùng xem. Và đó là mạng cuối cùng dành Mantu. Đây sẽ là 7-8 đến từ bên phía team OG thôi. Chắc chắn sẽ là 7-8 rồi. Và sau lượt thi đấu second half thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi 20 phút và sẽ gặp lại nhau ở lượt thi đấu sau. Thank you.
Ayy, I know my way to the paper. All of my women look Tyler. It costs a few thousand, it's Tyler. Can't drop a dime in the cyber wall. I'm in the room with the bosses. All of our pockets look gorgeous, ayy. You'll see the boys in the Forbes, ayy. Constantly plotting, we want this, ayy. I need my bag and clips extended, ayy. Blast you haters to fragments, ayy. Got no time for the cameras, cause I might just pull the extension, ayy. Young, back to the basics. Get in that bag on the... Rồi chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để quay trở lại với lượt thi đấu second half. Tỷ số ở lượt đấu second half đang là 7-8. Vẫn là lợi thế một round thắng dành cho bên phía của Maus. Và ở lượt thi đấu second half này thì Maus Sport họ sẽ có bên phía Cityside thôi. Và OG chúng ta hãy cùng xem họ thi đấu với phía T-Side ở trong map thi đấu này là như thế nào đây. Với vị trí này, bên phía của team Mousesport họ nên giành chiến thắng trong Piston. Nhưng tôi đang thấy rằng là có vẻ như là OG đang muốn vào khu bom sai B. Bắt đầu xuống chân bom sai, chỉ là thường đấu cũng xa thôi. Nhưng trong bom sai thì Rob đã làm hai rồi. Ít xa đổi mạng, mà tu hết shot thì vị trí của Rob đưa về thường 3 đấu 3. Không nên có thường đấu súng xa nữa. Và đã sủi đi đến tụi đình của bên phía team OG. Đặt bom là thành công rồi. Sẽ là lắc ra tới từ bên phía của OG thôi. Và khoảng tầm mình này Karrigan sẽ phải rất cẩn trọng. Chắc chắn là như vậy rồi. Và liệu rằng Karrigan. Và bây giờ thì Frozen yêu máu. Karrigan cũng vậy. Mantu đã có một cái đầu Frozen rồi. Và đó là double kill dành cho Mantu. Đây là một tình huống Mantu có một mạng thứ 3 rồi. Và đó là 4 mạng dành cho Mantu. Tỏa sáng rất nhanh đến từ vị trí của Mantu, đội hình OG đem về Piston Round dành cho mình. Bắn rất hay ở bên phía T-Side tới từ cả hai team. Không thể tin nổi. Thật sự là không thể tin nổi đến từ vị trí của Mantu. 4 mạng trong một round thiếu Piston. Và bây giờ thì Mousesport quyết định vẫn sẽ là up cho mình mà thôi. Scout trong tay của Usyk, và chúng ta biết rằng khẩu Scout này nó là tín đến như thế nào rồi. Rồi thì đấu tiếp theo này, Foxbite đến từ bên phía của team Mouse. Là một team Foxbite thôi, thì Mousesport liệu rằng có đem về một round thắng giống như cách họ thi đấu ở map số D-Train hay không đây. Một khẩu Scout trong tay của Usyk thì đang kê lại, đó là Ivy. Các thành viên bên phía team OG đã có từng buff lát và Usyk quyết định sẽ phải lùi về trong tình huống này. Giờ thì đội hình của bên phía team Mouse. Vị trí của Frozen vừa rồi đã có một hướng đổi bắt ở khu vực ladder. Xuống thượng lát thôi thì phải. OG đang di chuyển hai đường. Cả khu vực IV, cả khu vực middle nữa. Bắt đầu sẽ có tiếng chan của bom Saya đến từ các thành viên của bên phía team OG. Và bom Saya sẽ đổi được mấy trong cái pha xử lý này. Vị trí của Frozen và Chris J làm hai. Như vậy thì đây sẽ là tình huống 3v5. 3v5 rồi. Và có thể thấy rằng bên phía team OG mất cơ hội quá nhanh. Và bây giờ thì NBK có một cái đầu Frozen. Nhưng đó thì bắn Deagle quá khét đến từ Karrigan. Và đó là Deagle Clan trong truyền thuyết. Và Mousesport đem về một round thắng mở khẩu. Scout trong tay của Zik không phải phát huy tác dụng. Thua luôn dành cho bên phía team OG. Phải nói là nếu mà nói đến ai bắn Deagle tốt nhất bên đội hình bên phía team Mousesport thì tôi có thể thấy là Rob này, Chris J này, và không thể quên được đi Karrigan, một player cũ của đội hình Fake Clan. Và ngay lập tức bây giờ thì OG mới là những người phải fork bài cho mình ở trong round thi đấu này. Một round thi đấu mà nết được trả lên là rất nhanh. Nhưng quả nết này không kéo được bất cứ lượng máu nào đến từ bên phía team OG cả. Và Mousesport họ vẫn đang có lợi thế về súng ống. Bên phía của team Mousesport
trong round thi đấu này họ sẽ làm gì đây, khi mà đối phương vẫn đang di chuyển rất thoải mái ở trên khu vực cao B và sẽ có một tình huống xét vào khu vực bom sai B đến từ các thành viên của Auger rồi. Một quả nết ném ra, rốt có một mạng, không có mạng thứ hai. Trong bom sai vẫn đang rất cố cò quay Alexis và Frozen rồi. Van đi vào mặt của Chris J và có vẻ như cũng là Eco thắng. Không phải là Eco mà là Foxfly thì đúng hơn. Thám minh rồi, rồi quả lửa đã không đi của đối phương và sẽ có ra thắng thứ 9 rồi trở về phía của OG. Không giống như cách Mousepot đẹp về một round thắng, nhưng mà OG ít nhiều thì họ đã bắt được cho mình đó là ba khẩu súng đến từ bên phía team Mousepot thôi. Nhưng mà ở trong round thi đấu sau thì sẽ là round thi đấu các thành viên bên phía team OG có thể bài được cho mình những khẩu lục tiếp theo, hoặc là họ sẽ tiếp tục là Eco. Bởi vì chúng ta thấy với một tình huống đặt bom thành công thì có lẽ rằng bên phía team OG vẫn có cơ hội giống một rope gần rất thông minh đến Chrome. Nhưng mà phải nói rằng không có bom gì sẽ là rất khó với Mousepot thôi. Nhưng đó tình huống có bom trả vào trong bóng sai, một nét và một lửa nhồi vào, cơ hội là không còn dành OG trong round thiếu vừa rồi. Round thi đấu tiếp theo thì bên phía của team OG họ sẽ Eco trắng. Hôm sau thì đã có cố gắng ở trong một round thi đấu Frostbite, một round thi đấu Eco máu rồi, 4 HP, bom thì đang giữ trên người vị trí của MPK lên mid. Phía team Mousepot họ bắn 4 bom sai A rồi, chỉ để cho duy nhất Rob là người solo bom trên B mà thôi thì cơ hội là quá thấp. Party hạ không được Cardigan, một tình bắn đi gồ cực kỳ khét nha. Cả hai team đang thể hiện khả năng bắn đi gồ của mình là tốt như thế nào. Nhập nhà là rất khó chịu, đó là Quyết Dây có một cái mạng rồi. Xích hàng quan đi, Rob có mình vị trí còn chẳng mang thôi. Bây giờ thì SBK đã lộ và quả nết được nhồi vào là quá đau. SBK 6 HP, không thể làm gì được rồi. 11-8 dành cho bên phía team Mousepot thôi. 11-8, khoảng cách 3 round đấu. Và bên phía T-Side thì OG họ mới chỉ thắng duy nhất một round Piston thôi. Và để cho đối phương comeback được vẫn là cái tên Mousepot. Còn bây giờ thì với các thành viên của bên phía team OG, vị trí của MBK thì vẫn đang giữ lại, nhưng đây sẽ là pha pick được mạng dành cho Gosick thôi. Round thắng thứ 11 sẽ dành cho các thành viên của bên phía team Mousepot. Double kill dành cho Gosick. Ropes cũng có một mạng và Chris J và Frozen có mạng. Round thi đấu tiếp theo này thì đội hình của bên phía team OG sẽ full buy. Nhưng map thi đấu đi trên này không hề đơn giản một chút nào đâu. Mousepot thì họ cũng tranh thủ rất nhanh chóng tình hình mới có thể giành chiến thắng được ở bên phía T-Side. Nhưng thời điểm hiện tại thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem OG sẽ có bài đánh như thế nào. Tình huống ép lên nhanh có rồi, nhưng MBK ăn nết là đau. Và giờ thì vị trí trả lửa cũng xuất hiện, băng qua là rất nhanh chóng tới được vị trí của Van đi. Nhưng góc kê này cũng sẽ vô xích rồi. Đơn Frozen nằm xuống ngay và Alex CB. Chris J đã bị hạ gục và Connector Ivy đã bị clear. Rope 1 vs 1, Rope đổi 1 mạng, Rope lộ vị trí của mình. Rốt đang muốn solo em, nhưng đây là Alexis và 9-11 dành cho bên phía của OG. Đuổi bắt từng tỷ số 1. Chính xác, đúng như những gì họ thể hiện map thi đấu đi núp thì map thi đấu trên này chúng ta đang quay trở lại rồi. Nhưng có một điều đó là ông Mousepot vẫn đang dẫn trước với tỷ số đó là 11-9 mà thôi. Nhưng ở trong round thi đấu này, setup 2 offer đến từ Mousepot rồi. Usyk và Chris J. Và với tình huống setup như thế này thì liệu rằng họ có đem về một round thắng hay không đây? Đây đã là key round rồi. Rất bom sai B đến từ bên phía của team OG. Nhưng Flash đâu? Flash đâu? Flash ở đâu? 4 mạng dành cho Rope rồi. Và một cái ace. Không hiểu sao full buy chạy chay trong bom sai B ạ. Không một ai trả đồ.
không một ai trả đồ luôn. Không một ai trả đồ và quyết định làm bắn nhau luôn khi mà hai người hiệu đã chết rồi. Hai người hiệu nằm xuống và Mantu vẫn quyết định là muốn pick up của Rope. Một góc thi đấu mà Rope có quá nhiều lợi thế dành cho mình và đó là một round thắng dành cho bên phía team Mousesport mà không phải tốn bất cứ một người nào cả. Và một tình huống A rất đẹp mắt dành cho vị trí của anh chàng Rope. Tiếng liền rồi đẩy ladder, Issa có mình bị chịu Frozen. Nhưng đây là một tình huống mà các thành viên bên phía team OG họ rất yếu súng ống. Có vẻ như là Vandy là tính dỗi rồi. Dỗi thật sự. Đó, nhưng mà trong round thi đấu vừa rồi bên phía của team Mousesport họ cũng không còn có nhiều tiền đâu. Đúng, nhưng mà quả nết, hai quả nết được nhồi vào nằm xuống ngay đến từ vị trí Issa. Còn nhìn xem, Mantu và MVK yếu máu rồi. Alex CB, tình huống này không nên đẩy nữa nha. Bên phía team Mousesport họ đang có lợi thế hơn về lượng máu cũng như là hai khẩu ọc trong tay của Usyk và Quýt Dây không được nằm xuống đến từ Carrigan. Carrigan chỉ là một khẩu CZ-75. Nếu như mà Carrigan nằm xuống tình huống này có nhà, Carrigan chết chay rồi. Vâng, bên phía của team Mousesport tôi tưởng rằng họ có tiền trong con thắng rồi thì họ phải mua chứ nhở, Gosick làm 2. Nhưng bây giờ thì vị trí của Alexip làm 1 vẫn sẽ là 13-9 dành cho bên phía của team Mouse. Giống nhỉ? Giống map thi đấu The Noob thật. Và chúng ta thấy rằng Rope 24 frag. Sau một tình huống A thì AD ADR của anh chàng lên con số 114 rồi. Có thể thấy rằng với 24 frag này thì Rope là đầu tàu bên phía team Mousesport thôi. OG đi đến đâu thì sang nằm đến đấy. Round thắng dành cho các thành viên của bên phía team Mouse, nhưng bây giờ thì có vẻ như đang có lỗi. Carrigan đứng im rồi. Và thông báo rằng là máy của Carrigan vừa bị crash và sẽ connect lại ngay sau đó thôi. Round thi đấu bên phía team Mousesport họ cũng đã mất cho mình 3 súng trong round thi đấu vừa rồi đến từ Frozen, Carrigan cùng với vị trí của Rope. Có vẻ như là thời gian đã trôi và chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu thứ 23. Đây sẽ là round thi đấu full bài và cũng như là key round. Nếu như thua trong round thi đấu này, tỷ số sẽ là 16-9 dành cho bên phía của Mousesport. Em gần tới từ cái Rope rồi. Bây giờ thì Rope có được một mạng dành cho mình. Mạng thứ hai đang tới nhưng tham minh của Rope đang bắt đầu sai đi. Rope bắt được hai người và như vậy thì lợi thế mở ra là quá lớn dành cho các thành viên của bên phía team OG rồi. Chính xác hơn là Mousesport rồi. Còn với OG, bây giờ thì họ phải quyết định đi đâu khi trong bom sai bề. Có đến hai người của bên phía team Mousesport. Đội hình như bây giờ bên phía team OG họ rất là cẩn thận. Chắc chắn là như vậy rồi. Vandy đang mất người quá nhanh. Vandy hạng được Frozen. Bom xe bê clear rồi. Và liệu rằng Quýt Dây back về đây có là kịp tới không đây? Góc thi đấu này Quýt Dây chưa biết ra, nhưng Quýt Dây có vẻ như không nhìn thấy rồi. Và tham minh là quá quan trọng. Vandy đã đi vào đến khu vực connector và Quýt Dây khả năng cao sẽ để vị trí của Carrigan chết trong bom xe A thôi. Khó rồi. Bên phía team màu họ đã có lợi thế người. Và bây giờ thì Carrigan hạng được NBK. Chắc chắn một điều bên phía team Mousesport không thể lường trước rằng là Vandy đã ở đây. Đây, chúng ta thấy tủ sấy rất dễ dàng đem về một round thắng dành cho bên phía team OG thôi. Khi mà Quýt Dây chỉ có thể đi xếp của ốp này, còn cơ hội là quá thấp rồi. Đây sẽ là round thắng thứ 10 dành cho bên phía của team OG thôi. Khi mà vị trí của Quýt Dây đã lộ ra, sơ mốc cũng đã được trả vào.
Rồi được Quincy chủ động gỡ luôn ạ. Tôi xong rồi. À, không. May quá. May là một tình huống Alexi vẫn kịp thời bắn vào đầu Quincy. Thời gian lúc đó chỉ còn đâu đó là gần 2 giây thôi. Một tình huống có kit, có smoke và quyết định đó Ninja defuse. Thì đã không thành công đến từ tình huống Quincy rồi. Round thi đấu một Frozen. Tỏa sáng đã là 2. Không, tình huống bắn yếu thôi. Nhưng mà trong bom xe B có vẻ như là Vandy vẫn tinh quá. Round thi đấu tiếp theo sẽ là một round đấu eco đến từ bên phía cùng Mall Sport. Và OG họ vẫn đang muốn comeback ở trong cái trận thi đấu này. Nhưng mà chúng ta thấy một kịch bản khá giống với map thiếu đi Nook. Mall Sport đã lên con số 13 rồi và ở trong một round thi đấu họ chỉ là eco mà thôi. Bây giờ thì cây nằm xuống một cây được Vandy làm mình hai mạng. Alex CV có mình thì chỉ cần chẳng quyết giây. Đây sẽ là thằng 11 dành mình cái OG. Tỷ số sẽ là 11-13 thôi. Round thi đấu tiếp theo bên phía của Mall Sports sẽ full bài. Khả năng cao thì trận thi đấu này của chúng ta cũng sẽ kết thúc với tỷ số là 16-14 dành cho Mall Sports. Khi mà OG họ bắn như thế này thì giống y hệt với kịch bản trong game thi đấu vừa rồi. Úi ôi, Matu lại còn không được bắn trúng ạ. Ông Rô cũng phải mắt luôn. Tôi bây giờ thì thêm một cái đầu nữa dành cho vị trí Isa. Và còn lại đó là Warsick ở đây. Nhưng đây chỉ là một khẩu rally thôi. Và anh ta được off để back về đến từ Isa. Cái vấn đề là Warsick đang muốn là xem để có bỏ đi khẩu nhặt súng. Tôi nghĩ là Warsick nghe thấy tiếng đổi súng rồi. Chắc chắn là đã nghe rồi. Nhưng mà bây giờ thì cơ hội sẽ là hết dành Warsick thôi. Usyk bắn rất tốt tình huống này và có off dành cho Usyk. Đó là tình huống tham mình. Đúng những gì tôi và mình đã dự đoán thì Usyk vẫn có một khẩu off bằng cách này hay cách khác. Vậy là cũng đỡ đi được 4.750 đô chứ không phải ít đâu. Đây sẽ là round thi đấu full buy và một key round dành cho bên phía của team OG. Nếu như thắng cái key round này, tỷ số sẽ là 13 đều. Và mọi thứ mở ra với các thành viên của bên phía team OG trong cái game thi đấu này. Giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng viên kẹo thân gì nhỉ? Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem nha. Bom Sai B đang có Rops, chỉ là một mình Rops thôi. Và giờ thì các thành viên của bên phía team OG họ đang muốn xuống cùng bom sai mê. Ở đây là có Rob. Rob đã bắt đầu xử lý rồi. Double kill dành cho Rob. Nhưng NBK là người tỏa sáng. NBK có double kill. Chúng tôi vừa nhắc tới thôi mà. Kẹo đang tan trong miệng. Và bây giờ thì NBK làm hai. Nhưng mà Usyk bắt đi Vandy. Và liệu rằng với hai player này thôi xong rồi nha. Alex CB cùng với MBK góc chiếu này rất là khó và Frozen bắt đi MBK rồi. Round thắng thứ 14 đã rất cận kề và đó là mạng tiếp theo dành cho tiền Frozen. Và chỉ có duy nhất MBK là tỏa sáng trong round thi đấu này mà thôi. Và Mousemod chỉ còn cách cái matchpoint là một round thi đấu. Rất may là không có key round. Tiền là vẫn đủ trên người của bên phía team OG. Nhưng nếu như để cho đối phương lên match point thì khả năng cao là OG sẽ thua luôn với tỷ số là 16-11. Rất tự tin trong bom sai B. Một mình tôi chấp hết. Làm hai bắn yếu một để rốt. Và sau đó đồng đội của anh chàng retake về là cực kỳ dễ thở thôi. Round thắng thứ 14 rồi bên phía của team Mouse. Đây gần như sẽ là round thi đấu cuối cùng rồi, học sao? Rồi. Nếu như đối thủ bất ngờ như này thì học hoàn sao toàn khi mà bắn xong cả đến Vandy. NBK đã bị hạ gục rồi. Có vẻ như là OG họ muốn rất hoàn toàn game thi đấu này đi rồi. Không có một sự cố gắng nào tất cả. Đây, Warsick Fix chết của Man Thu. Isa đội 1 đã ép mid gần tới từ vị trí của Frozen. Chưa kể là Isa đã lộ vị trí nữa cơ. Đã nghe tiếng bách về đến từ về phía team Mousemod rồi. Họ thì kề chết Isa tình huống này. Isa 9HP đi đâu về đâu Isa ơi. Và nếu có một tình huống đặt trong bom sẽ B thành công thì may ra mới có thể làm được. Nhưng chắc chắn một điều là bên phía team Mousemod sẽ không thể điều đấy xảy ra đâu.
Chỉ cần một tiếng đặt bom là Issa sẽ nằm. Vậy nên các thành viên bên phía team Mousesport tôi đang nghĩ rằng họ thôi. Mất hết rồi. Và bây giờ thì Quýt Dây giá quá dẻo tình huống này và quyết định lùi về trong bom site B. Và trong bom xe vẫn sẽ lại ok lại thôi. Issa đi đâu đây? Nhảy chết quá khó chịu đến từ Quýt Dây. Và khả năng cao đây sẽ là một mạng dành bên phía team Mousesport hay không? Đang di chuyển trong bom site A và đó là mạng cuối cùng dành cho Rope bên phía team OG. Có vẻ thi đấu này họ không thể làm gì khác được nữa rồi. Vào thi đấu cuối cùng và sẽ phải full buy thôi. Full buy với lượng tiền ít ỏi này ư? Lên cho mình những khẩu súng lục là chắc chắn rồi. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ không thấy map thiếu thứ ba đâu, vì tôi thấy là quá khó dành cho bên phía team OG. Deagle trên tay của Mantu. Đây là Deagle đến từ vị trí của Mantu. Vandy đó là hai cầu thủ nhất. Còn các player còn lại thì không nói sao cả. Và bên kia còn setup 2 orb cơ. Bắn 4 bom xe A rồi. Với một tiếng tràn trong bom xe A và góc thi đấu này thì Cardigan ít nhất Frozen vẫn bách về thành công và đúng như vậy. Một tiếng bom xe A tốt đến từ phút 7. Và bây giờ thì ít xa vừa nhìn bom Frozen rồi thì đã nằm và thôi xong, dấu chấm hết dành cho bên phía team OG. Và khả năng cao Mousesport có thể kết thúc luôn map thi đấu này với tỷ số là 16-11 thôi. Vâng, như vậy thì trận thi đấu diễn ra giữa Mousesport cùng với đó là OG đã kết thúc với tỷ số là 2-0 dành cho Mouse. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi game thi đấu này. Chúng ta tối nay được nghỉ sớm rồi. Và buổi tối hôm nay thì sẽ gặp lại anh em vào lúc 19:25 ở những lượt trận thi đấu tiếp theo nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và có lẽ là bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào buổi tối ngày hôm nay. Chúc anh em ngủ ngon nha.